chú ơi, đi đi thế này bây giờ không được qua đèo Hải Vân hả chú? Chồng nghe đèo Hải Vân đẹp lắm, chưa biết đèo Hải Vân là thế nào. Đi đèo Hải Vân là đèo Hải Vân là phải đi xe tải lớn. Tải à? Thế đợt sau em sẽ đi theo bạn em đánh hàng để em đi theo. Đi đèo đi Điện Biên đấy. Có đổ đèo cho lại với lại ướt hết quần. Dưới chân luôn. Đi Đà Lạt, đi Đà Lạt có đổ đèo. Mất ngủ ấy rồi. Đi xe cứ đi đồng bằng nhất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khách. Xe đừng làm mạnh lên vậy đi em. Cái Sài Gòn đi anh. Cái xe kia là khách bình thường. Xe đừng làm cái xe gã như là có vậy nhưng mà vẫn như thế kia vậy là phải không, được. Cái xe đường cái xe mà xe khách chạy Hải Phòng Hà Nội ấy nó bắt tiền bắt khách dọc đường nó làm cái là xe Bắc Nam ạ. Thế còn anh gọi là xe cỏ. Xe cỏ à? Xe cỏ bay thì chỉ cần chào và đi thôi. Yeah.
Sau khi cả hai phía đầu tiên đều cố gắng không được chung quá đặc biệt của nhau, thì cả thành phố lại đang nóng lòng chờ đón một ngày tháng 9 khi hai đội đối mặt nào lại trận đấu hot trong trận đấu với thành Manchester đầu tiên của mùa giải mới. Ngày 10 tháng 9 tức là chỉ còn hơn một tháng nữa thôi thì trận đấu với Manchester được cả thế giới mong đợi sẽ diễn ra. Lúc này hơi thở của giải Ngoại hạng Anh đang ở rất gần rồi, chỉ còn 4 ngày nữa, tức là vào thứ bảy tuần này thì các sân cỏ tại nước Anh sẽ sôi động với bóng đá của bạn. Các cậu sẽ tiếp tục đồng hành với những đội bóng ở trong mùa giải được coi là chậm nhất trong nhiều năm trở lại đây. Bên cạnh đó, La Liga cũng sẽ có được quyền trên sân cỏ trong mùa giải tới. Buổi tối nay thì hai cầu thủ đến từ Tây Ban Nha đó là Real Madrid và Sevilla sẽ có màn khởi đầu cho mùa giải mới. Nhờ vào trận chung kết siêu cúp châu Âu sẽ diễn ra vào lúc 1:45. Kết quả trận đấu này sẽ cùng tìm chi tiết có thể dùng để nói về màn biểu hiện của Chief Rick. Các bóng cuối giải hôm trở về lời trận đấu trước. Cúp bóng là chủ nhật với thành tích cho thấy đội bật sự một tay. Như vậy thì các tôi vận hành từ thế giới. Đến nhiều khi, tăng mũi cồn sau 18 thi đấu, đồng thời không thể bắt cũng như đội bóng đi đào. Và tất cả cuối của giải với chỉ là 18 đầu, chỉ mới chính thức đánh đẹp kỷ lục đấu. Thì cũng là người sống ở đây, nhưng mà nói chung là trước hết là nhận trách nhiệm kiệt thì kể từ ngày mà anh có học và anh làm được cái nghề này thì nói chung là mỗi khi mà bà con ở địa phương và ở các nơi mà khi người có bệnh thì nói chung là anh rất là tận tình đến nhà điều trị, và thậm chí là có nhiều người là anh tới tận nhà, nếu điều kiện là nạn là không có đi được á thì anh sẽ tới tận nhà thăm bệnh và điều trị một cách rất là nhiệt tình và hiệu quả. Trong đó thì có bản thân tôi thì năm 2014 thì cũng không may là té cái mái tranh đó, là gọi cái mái tôn đó, là từ cái độ cao nó khoảng gần 3 mét té xuống thì nó bị cắn ẹo phần cổ đó. Thì nói chung là anh điều trị theo một thời gian là khoảng 3-4 ngày thì sau đó nó đỡ và nó bớt hẳn được bây giờ. Cái cuộc sống hàng ngày của anh Lương Duy Hạnh thì ngoài cái việc điều trị thuốc mang, khi có bà con có rủi ro bị tai nạn hoặc là đã bệnh rồi thì nói chung cuộc sống ngàn rất là tốt, quan hệ tức là rất là tình cảm, đặc biệt là không chỉ những là điều trị bệnh nhưng mà cái lúc có những bà con ở trong địa phương, ai mà từ già đến trẻ, nói chung là ai mà khi mà có rủi ro qua đời thì nói chung là ảnh rất là nhiệt tình đến cùng với gia đình và cùng với bà con ở địa phương, tức là để mà âu lo cho cái việc ma cha. Thì phải nói là cái đó là một cái mà không chỉ những mà chúng tôi khen mà chúng tôi còn phải là học tập. Nói chung thực chất cái này là hồi xưa là của cha ông truyền dạy lại, cũng thứ nhất là học hỏi và nghiên cứu thêm, có những dần dần là cũng mình biết tới đâu mình làm tới đó, và cũng là nghề dạy nghề quá, mình làm nhiều thì càng có kinh nghiệm. Còn đối thực sự thì nói chung với làm nghề thuộc này thực chất là chủ yếu là cứu người là chính, còn thực chất là cái nhân tích đức làm phúc cho đời thôi, để công việc mình mới được lâu dài và bền vững. Còn cái vô đây thì các anh biết được, người ta đồn nói là thần y này thần y kia, thực chất đó thì tôi cũng như bao nhiêu thầy thuộc khác thôi, nói chung là mình cũng điều trị bệnh chữa bệnh như vậy thôi, không có gì gọi là to tát. Đối với bản thân thì trong cộng đồng thì cảm thấy mình là nhỏ bé, còn qua như là cha ông truyền lại thì mình học hỏi theo thêm, càng ngày kinh nghiệm thì cảm thấy là mình giúp
cho bà con đuổi cho mọi người trong cộng đồng thì giờ tôi thì còn không có gì nữa. Tôi nghĩ nói chung qua quá trình thì thực chất là cũng là hồi xưa ông nội sau đời nông gia rồi có như là truyền dạy lại đó, và sau này cũng học hỏi có như là tìm hiểu nghiên cứu thêm là có như là càng ngày càng phát triển. Thì trong lúc đó là cũng là nghề dạy nghề, còn thì làm nghề thủ công này thực sự là có như là chủ yếu tiếng người là chính, thích nhất thích đức để làm phúc cái đời thôi. Còn để có công việc ở bên được có lâu dài đó, mình tâm mình cảm thấy nó thanh thản. Còn cái điều là thần ý này thần ý kia thì các anh từ đây các anh biết, và chúng tôi điều trị chữa bệnh chúng ý những người thầy thuộc khác thôi, không có vấn đề gì gọi là có tạp, không chính là quá nhỏ bé. Còn vấn đề có như là điều trị chữa bệnh thì của tôi thì không có là như là chữa bóng vân tật thực gãy xương viêm vai gãy và tùy địa điểm rồi ngay cuộc sống rồi cùng một số bệnh khác nữa. Nghe 91 tuổi, tôi ở quận Thành Sơn, xã Hòa Châu, tôi ký nghĩa chân, tôi cũng có nghĩa bà con xung quanh đây là trăm người, tôi nhớ nghe, tôi cũng dễ dạy, rất là thầy ông đem bố bớt, tôi dựa, tôi cũng rất thầy vô nghe bố, thì nghe cái việc sáng đến rào biết là biết vui vẻ, sáng đến rào biết thấy một bớt giảm được thời lực nữa, thì nó nề mà nhanh trước ngồi dậy được, rồi mấy bữa là thấy đỡ. Năm nay tôi 80 lần tuổi, ở thôn Bình Phú, xã Hòa Thân, huyện Quỳ Nhơn, tỉnh Bình Định. Tôi bị gãy gấp thế, gãy xương đùi, gãy cổ xương đùi. Trong
thời gian điều trị của thời gian điều trị là 20 mấy ngày, 24 ngày, thấy cái nó giảm cũng số rất nhiều nên thời gian nó từ nay tới đây thì đây đã quý. Cũng chưa được hoàn toàn lắm nữa. Bệnh thì cũng khỏe, đi cũng chưa được mạnh lắm. Tình sức khỏe thì cũng khỏe. Bệnh phản chiến, phản chiến phản công chính thì rất là pha và nhân bình định vị thế ngã ghé trên đường, người quen thầy thuốc, người quen thầy thuốc lương bị nhận, người quen giới thiệu người thuốc và nhà thuốc, được người quen thầy thuốc giới thiệu lương bị nhận, người quen giới thiệu nhà thuốc lương y hạnh điều trị, thầy thuốc điều trị thì tôi đi lại bình thường. Tôi cảm ơn thầy thuốc rất nhiều, Tôi tên là Phạm Văn Hổ, con của Phạm Văn Xiến. Coi như năm vừa đầu là bố tôi ông có tí ngã, gãy cuộc sống vừa rồi là bố tôi ông có tí ngã gãy cổ xương đùi, là cũng đi y như là ông đã không còn được nữa, nhưng mà nhờ người ta giới thiệu tới chỗ anh Nam Kiệt đã giúp đỡ anh vô anh chữa bệnh cho bố là nhiệt tình. Sau một thời gian khoảng 10 ngày là bố đã tự ngồi dậy được, và khoảng thời gian 10 ngày sau nữa là tự đứng dậy được. Đến bây giờ là bố tôi là đã tự đi hoạt động và sinh hoạt bình thường như là quét nhà quét đồ là bố đã làm được. Tôi rất cảm ơn là lương y Nam Kiệt đã giúp đỡ gia đình tôi, là như cho bố tôi là coi như có một cuộc sống là tốt hơn lúc trước. Tôi tên là Bùi Thị Hàm Loan, người nhà của bệnh nhân Bùi Nguyễn Tức. Tôi tên là Bùi Thị Hàm Loan, ở khối 1 Tân Quang. Ba tôi là Bùi Nguyễn Tức, ở tổ 2 khu 7 phường Nhân Phú Quy Nhơn. Hồi ba tôi có bị tai nạn, qua một thời gian điều trị thì ba tôi bị bệnh tim, không có thể mà mổ để bắt viết được. Qua nhiều bạn bè mai mối, gia đình của bạn bè tôi cũng đã từng bị mai mối qua chỗ bác Hạnh là thầy thuốc Đăng Mi, nên là tôi cũng tìm hiểu đến bác và nhờ gọi bác điều trị cho ba tôi. Qua một thời gian thì thấy ba tôi đi lại được ổn định, nên là tôi cũng cảm ơn bác. Tôi mấy anh cũng thay mặt chính quyền địa phương thôn Vĩnh Tây, xã Phúc Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Quảng Ngãi, thì ở nơi thầy thuốc Hạnh có tên là Nam Kiệt, nơi thầy sinh sống và thầy làm việc để giúp bà con. Thời gian trước thì thầy Năm thì ở Vũng Tàu, sau khi về đây cũng đã trên 10 năm và làm hành nghề, thì cách đối xử với bà con, thứ nhất là bà con hàng xóm, để trong cuộc sống thì thầy Năm rất là nhiệt tình và được nhân dân trong thôn xóm kính nể và rất là tôn trọng.
con nhân dân yêu mến về lối sống của thầy cũng như gia đình. Còn về hành nghề thì đối với hành nghề lương thầy cũng là lương y như từ mẫu thì thầy rất là quan tâm đến bệnh nhân. Trong quá trình làm thuốc cho bà con thì nếu mà bà con nào già yếu thì bà con cũng tận tình đi tới từng gia đình để chữa trị, còn những cái bệnh gì đi tới được thì đi đến nhà làm. Thì trong quá trình làm thì rất là tốt và cũng nhiệt tình với bà con. Giá cả thì cũng phải chăng chứ không phải như những người khác. Đó là thay mặt cho chính quyền địa phương thôn xuống thì cũng nói cho ăn ông thầy của thầy Kiệt. Nữa thì cũng chúc thầy sức khỏe và cũng mong thầy tạo mọi điều kiện cho bệnh nhân như để có sức khỏe, tập luyện tốt sức khỏe. Chúc thầy sức khỏe hơn nữa để chăm sóc sức khỏe cộng đồng được tốt hơn. Chúc thầy sức khỏe hơn nữa để cống hiến cho thầy sức khỏe dồi dào hơn nữa để cống hiến cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nói chung cái thừa về thủ gia đình này nó thực chất rất là cái này thuộc kỳ thừa của dòng tộc ông cha để lại. Rồi cái như là học hỏi rồi cũng nghiên cứu thêm để cho nó hoàn thiện được nghiệp vụ. Còn trong quá trình thì điều trị thì nhiều bệnh chẳng hạn như là gãy xương khớp rồi viêm vai gãy, thoa hóa cuộc sống, thoa tùy địa để rồi trong điều trị thì thực chất là buổi sáng thì cứ đi điều trị xa thì các bệnh nhân nặng điều kiện chẳng hạn như là gãy cổ xương đùi rồi xương chầu của người già hoặc là những người là bị tai nạn thì bị té gãy cuộc sống hoặc là xương cổ thì những cái đó nặng người ta không thể đi được thì mình buổi sáng tới mình điều trị. Còn buổi chiều thì từ 1:30 đến 5 giờ tôi điều trị ở nhà các cái bệnh nhân như là gãy chân tay sườn hoặc là xương đùi gánh hoặc là mấy cái người bị viêm vai gãy hoặc bị đềm gãy cuộc sống, những cái bệnh đó thì điều trị ở nhà từ 1:30 đến 5 giờ. Còn đối với những người mà có những là có cái hoàn cảnh khó khăn thì tôi coi như là cũng tạo điều kiện là người ta chịu giúp người ta là chính. Còn khi người ta nói là bảo là tôi là thần y thực chất là cái nghề thuốc này thì thực chất là chịu cứu người là chính. Còn có như là tích nhân tích đức lại làm phúc cho đời, công việc mình mà đồng bền và lâu dài. Còn đối mình trong xã hội thì tức là cái gì đấy thì mình chẳng quá là nhỏ bé thôi. Mình gia đình dân tộc truyền lại để mình biết tới đâu thì mình làm cái đó, cảm thấy có ích cho cộng đồng xã hội là cảm thấy vui rồi. Tôi là kế nghiệp của gia tộc gọi là ông cha để lại. Thì nói chung là được thừa kế như vậy tôi vào đây để sống ở cái đất là Phổ Châu, Đức Phổ Quảng Ngãi này thì cũng được 15-16 năm nay rồi. Thì nói chung là trong quá trình thì tôi điều trị cũng rất chi là nhiều bệnh nhân, chẳng hạn như là gãy xương trật khớp rồi viêm vai gãy để thoát vị địa điểm gãy cuộc sống. Nói chung là trong quá trình vậy nói chung là ở đây thì kiếm gần đồn xa rồi người các nơi là tới đủ hết, nói chung là đủ các tỉnh đó, mà chủ yếu là cái Quảng Ngãi này cái Bình Định nó nhiều, còn một số thì là dân gốc ở đấy mà đi sống giả như là ở Quy Nhơn, Lái, Cùng Túng hoặc là Sài Gòn, Đồng Nai thì người ta về đấy là tôi làm điều trị. Còn là những chỗ bệnh nhân mà nặng người ta không đi được, tức là chẳng hạn là người gãy cổ xương đùi hoặc là xương chậu hoặc là bị tai nạn là gãy cột sống hoặc là xương cổ thì mấy cái đó là người ta coi như là nằm tại nhà. Buổi sáng là sau mấy thời gian điều trị cho bệnh nhân ở nhà, chẳng hạn người ta bị gãy tay hoặc là có
chấn, những cái gọi là cái bệnh nhẹ hay như là viêm vai gáy thoát vị đệm một cái cuộc sống, thì người ta tới được nhà thì thuộc tôi điều trị cho người ta. Còn đối với những người mà chẳng hạn như là bị gãy cổ xương đùi hoặc là xương chậu rồi cuộc sống xương cổ mà cái nó nặng, thì tôi cũng sắp xếp thời gian cũng tạo điều kiện để tới nhà bệnh nhân điều trị cho người ta. Như là nó y như tờ mẫu. Theo quan niệm của tôi thì là chúng làm người thuộc nơi chịu là cái tâm cái đức phải làm phúc cái đời. Còn thực chất mà tôi điều trị được bệnh nhân thì lúc nào tôi đi cao là cái ý đức là đưa lên hàng đầu. Còn mình cũng tức là bệnh nhân tới điều trị mình hoặc là mình tới nhà bệnh nhân điều trị thì bản thân mình cũng là lúc nào cũng đối xử bệnh nhân cho nó cảm thấy nó vui vẻ, người ta ra về hoặc là bệnh mình quý trọng mình là cái đó cảm thấy là tốt rồi, để bệnh nhân người ta là có thiện cảm với mình. Điều trị thì chủ yếu là giảm những bị gãy xương hoặc là thoát vì đề một cái cuộc sống, thì tôi cũng điều trị một loại thuốc một, nói chung là chủ yếu bằng thuốc nam là cây trên rừng kiếm về để bào chế cũng là giả ra cho nó nhỏ xong nó có như mình xào nóng, dùng với rượu xào nóng xong đó là mình bó. Thì cái phương thức cái thực chất là chủ yếu là có như là bằng thuốc nam không thôi, chứ còn ngoài đó là cũng có thuốc bắc là một vấn đề gì tất cả. Đối với bệnh nhân gãy xương đối với nhẹ thì là điều trị thì coi như là 15 ngày trở lại. Còn đối với những bệnh nhân bị gãy xương mà nặng như là xương chậu hoặc là xương háng hoặc là cột sống là bệnh người già thì là thời gian là 20 ngày thì là xong. Nặng á thì bỏ 20 ngày đó thì thành 10 lần bỏ, tức là 2 ngày thay thuốc một lần thì đó là nặng. Còn đối với những bệnh nhân nhẹ đó thì tùy theo, có thể là 5 miếng thì 10 ngày hoặc là 7 miếng thì 15 ngày, thì thời gian vậy là xong. Chúng là bệnh nhân cũng tiếp được nhiều, nhưng trong quá trình một số bệnh nhân tại địa phương thì nói chung là được tôi điều trị rồi sau khi người ta lành, nói chung là người ta đi lại bình thường thì cảm thấy thoải mái, bình phục nó nhanh. Rồi từ chỗ bệnh nhân ở địa phương lành rồi đồn lại gần nó xa địa phương ở cái địa phương này, nói chung là tôi làm thuộc nói chung đồng bệnh nhân là cũng chưa được nhiều. Rồi một số bệnh nhân trong địa phương này được tôi điều trị sau cho bình phục, tôi đi lại bình thường, rồi tiếng lành đồn xa tôi cũng ở các địa phương, nói chung là tới cả như là ở cái huyện Đức Phổ này, rồi bố là của Quảng Ngãi, rồi là bố Bình Định, thì càng ngày càng xa rồi, còn như là không có riêng gì của là vì mấy cái tỉnh gần đây, một số bệnh nhân lấn cận các nơi, gốc người ta hồi xưa là sống ở đây, người đi ở các nơi rồi chúng là người nhà thì nói là đưa bệnh nhân về, mà chúng tôi điều trị càng ngày thì chúng bệnh nhân càng đông. Chúng tôi từ cái như là khẳng định được là bản thân mình thì nói chung là đối với ba con lối xóm hoặc là cũng như xa gần thì người ta cứ thường gọi là thầy Nam Kiệt. Thank you.
cuộc trong chuyện ảnh này cũng vất vả, cô cũng phụ giúp chị ảnh để mà hai thuốc làm thuốc, ảnh đi làm gì cũng mệt nên cô thì cũng cố gắng làm bữa cơm bên ngon, gia đình hạnh phúc vui vẻ. Có vậy ân ảnh cũng mấy chục nên nè, thấy ảnh đi là nghiệp của ảnh này cũng vất vả, cô cũng phụ giúp ảnh để hay lo thuốc làm, đi làm gì cũng mệt mỏi, cô cũng ráng phụ giúp bữa cô bên ngon cho gia đình vui vẻ. Quy chương vương chương rồi theo tôi là từng điều trị cho nhiều người, chẳng hạn như là gầy chấn gầy tái rồi đi bộ bột không lành, rồi từ đấy nói chung tôi điều trị bằng thuốc lá hoặc là thuốc nam, nói chung là lành hết.
tôi thuốc bổ thêm cho bà uống. Rồi có nhiều lên chồng chân lại rồi chồng chân lên rồi em đờ phù với bà. Là mình mở chỗ dừa về rồi mình mở xi đấy cúi xuống mình mở dừa lanh xuống nó đè lưng gãy chân gãy cuộc sống gãy cái chân để vô bệnh viện rồi kêu mổ mổ không mổ rồi cái kêu đi về về cái rồi lên vô phụ cát cái đắp một thời gian cái rồi ông bớt không xong cái rồi cũng chạy về mới kêu ông vận hải ông vô vô ông bó đầu lại cái rồi nó cũng bớt là đỡ chứ nào rồi đi làm cũng đi làm bình thường đó thôi chứ có gì đâu mà nó phải thuốc cho thôi chứ giờ không biết nó sao rồi. Thank you.
bệnh này kiếm ơi. Bữa đó gì hết không còn mình nào. Tụi mình buồn quá. Anh còn làm biết là tốt mà. Nè tao nên rỡ. Năm năm rưỡi. Để cho mà cũng như gì. Như cá, đồ, nên cá đó, cua tôm rồi. Như bỏ. Như bỏ. Đi ba lần hả? Không mất, bởi vì ba có la đây không? À. Bây giờ vẫn còn đi. Còn đi con nhé. Còn nhé, nhưng mua rồi có biết là bà mà giờ không bị lực đó. Ừ. Mà bị bỏ lanh cho đi bình thường bỏ nó còn mới, còn dùng 10 công gì chứ không gầy. Mì nó gầy ngã sạp cho mấy luôn. Chứ không biết lại bình thường đó có nhát cho mừng nữa. Trên 50%. Giờ cô nói cửa đâu? Cửa Trường Xuân phải không? Nói vậy chứ nói gì? Cửa Trường Xuân. Nhưng mà cô đi làm, cô bị ghẻ cái xương mắt cá. Cô nghi cũng là đi chụp phim. Nhưng mà nghi người ta làm máu ra nên kiệt ở ngoài này. Bây giờ cô bó cái này là 4 lá. Nó giảm 60% rồi. Đó là riêng phần cô. Còn đi xuống đi dốc. Bị con chó nó liếc vào cái bánh xe nó ngã. Cái ra đây thì bó cái này là cái thứ ba mà thấy nó cũng giảm nhiều. Nhưng mà cô đây chi nữa là bị người tí. Rồi đây là một lần, đây là thứ hai. Mà cũng chẳng thấy là nó đỡ thì cũng nó đỡ bé một con em. Em bị chập khớp nhưng mà lên bệnh viện á điều trị là không có bớt nên được giới thiệu đây này thì báo tới miếng thứ tư thì bên em thấy rất là em là đỡ đàn đỡ chạm mà đỡ nhanh mà đỡ nhanh mà cao sơn hôm nay đỡ bữa chưa đỡ nhiều chưa đỡ bữa đó là chiều bên này chứ nhờ từ đầu tiên ăn rồi là thịt ra thịt tôi chưa rồi tao phải điện cho anh đó rồi đầu phun một việc đó xôi tre để người ta làm tiếng cái chưa bỏ đi xương ăn cho nên là con ngủ bỏ vậy cho nên là mẹ con thấy vậy là có đây cũng vậy em hoài đi ai cũng vậy về kiếm ai bữa đi người chưa thịt ra thịt vịt đầu phun xôi điện người ta đem qua tiền cái luôn nha anh ăn được không được con chân rồi con như là khi nó nháy lên thì con mình ngày xưa mà ăn ba cái chất đó là còn làm mũi hay là nhức con bây giờ là chịu khó là mưa ngày bỏ nó cũng khó chịu vừa làm cái nó lành thì còn gì rồi là coi như mình già rồi mà mình không chịu khó là mãi mũi rồi đi là khom luôn nghe chưa còn mẹ con nữa mà nó ráng chịu tao bị mấy năm rồi cô bị mấy năm rồi nhưng mà bỏ về thì nó đỡ không giảm 10% nó giảm còn 2-3% chưa một lần mua ra với nhau mười bảy một lần đây nè tam biết thôi gì mày giỏi tam biết đấy bản thân tôi thì bây giờ cũng mong bên y học cổ truyền cũng như các ban ngành có liên quan là làm thế nào tạo cái điều kiện để là mình bảo tồn được cái y học cổ truyền tại vì cái nguyên này là thực chất là quý hiếm có những báo nó được tồn tại để lại truyền lại cho con cháu thì cũng mong coi như là hỗ trợ giúp đỡ cho các lương y cũng như các gia tộc người ta có là tài có đức
và có tâm có huyết với cộng đồng để cho người ta có như là càng ngày càng phát triển và có chăm sóc sức khỏe cộng đồng càng ngày càng tốt hơn.